Hello, xin chào cả nhà nhá. Rất vui lại được gặp lại cả nhà mình trên kênh Thanh Tiến Bonsai. Vâng, giờ này là cũng là chuẩn bị vào đầu tháng 12 âm lịch, là tức là chuẩn bị cho cái mùa bông Tết. Nhưng mà trên cái cây bông sứ thì tôi giới thiệu đến cả nhà mình là rất là nhiều giai đoạn. Từ giai đoạn là làm cây giống cho đến giai đoạn sang chậu và chuẩn bị làm bông Tết. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó đang là giai đoạn của đầu tháng 12, cho nên rất cần thiết đối với lại cái giai đoạn dưỡng bông cho cái hoa sứ quý vị ạ. Thì hôm nay tôi giới thiệu quý vị về cái cách dưỡng bông và làm sao là hãm hay là thúc. Quý vị lưu ý là tại vì trong cả hai cái giai đoạn này nó rất là quan trọng. Hãm và thúc nó là hai cái giai đoạn là nó khác hoàn toàn ở cái giai đoạn của cây bông sứ để chuẩn bị cho Tết. Thì hôm nay tôi giới thiệu quý vị là đây thì vừa rồi tôi giới thiệu quý vị là cách làm bông, thì hôm nay là tôi giới thiệu quý vị ở đây này. Cái bông Tết này quý vị thấy là giờ này đầu tháng 10, đầu tháng 12 âm lịch thì bông nó như thế này quý vị nhé. Quý vị thấy là nó ra như thế này rồi á, là rất là ok. Thì chúng ta sẽ không cần phải thúc, cũng không cần là phải ép gì nữa, chúng ta sẽ chăm sóc bình thường quý vị nhé. Đây chúng ta chăm bình thường. Còn là cái giai đoạn đây, còn cái cây hoa này quý vị này, quý vị thấy là khi mà nó có một khi mà nó cái lá nó ra như này thì quý vị thấy là thường là tức là cái hàm lượng đạm rất là nhiều quý vị ạ. Cái hàm lượng đạm nó rất là nhiều thì nó gây cho bốc lá, thì cái bông nó ra thì nó sẽ rất là dở và có thể là nó lướt. Thì cái giai đoạn này thì chúng ta phải phải ép cái phải hãm. Thì chúng ta hãm làm sao để cho nó kịp Tết và nó ra, thì cái đó mới là cái vấn đề mà hôm nay tôi giới thiệu với quý vị. Còn đây này quý vị thấy là đây này. Những cái cây này là chúng ta sẽ không không phải ép phải xiết gì nữa. Và đây này. Tức là cái cây này cách đây khoảng 10 ngày là tôi đã ép để cho cái bộ lá của nó đã sượng lại. Mà khi nó sượng lại thì quý vị thấy là mình có một cái tác động đến cái thuốc bảo vệ thực vật hay là phân bón lá để nó hãm lại cho cái lá nó nhanh già, thay vì 1 tháng 2 tháng nó mới già, nhưng mà bây giờ tôi ép là trong vòng 10 ngày nó sẽ già. Thì quý vị thấy như cây này nó già và cái lá đi thì bắt đầu là bông nó ra quý vị nhé. Cho nên là cái giai đoạn này chúng ta ép và thúc nó khác nhau ở cái chỗ đấy. Thì ở đây thì quý vị thấy là bên tôi ở đây là những cây này là tôi làm để tôi trưng. Tôi trưng tôi để tôi thưởng ngoạn, chứ tôi cũng không có làm để mục đích và để Tết này tôi bán. Còn đây quý vị thấy này, đây trước mặt tôi là những cái cây mà nó có hai cái giai đoạn. Ví dụ là cái cây này thì chắc hẳn quý vị thấy như này là chúng ta sẽ không cần phải ép và phải thúc gì nữa, nó đã là bông. Thì khi mà chúng ta làm vừa tầm rồi ấy, thì quý vị thấy này, nó ra hầu như là các cái đầu lọt này là bông hết, thì chúng ta không cần thì phải là sử dụng bất cứ một cái thuốc gì khác. Nếu chúng ta cảm thấy mà cái cây nó có phần là bông nó nhỏ vậy nhá, bông nhỏ thì nói đến không sử dụng thuốc gì khác thì nhiều khi là nó cũng cũng không được chuẩn đâu. Bởi vì đây là tôi nói nôm na là cái mức độ chắc ăn khi nó ra bông như này rồi ấy, thì chúng ta không sử dụng là vì là nó đã là chắc ăn có bông. Còn nếu mà chúng ta muốn bông to thì chúng ta vẫn phải tác động thêm là cái các loại thuốc phân bón lá. Thì phân bón lá này ở đây á, thì là có rất nhiều loại phân bón lá trên thị trường để chúng ta sử dụng. Nhưng mà đối với cái giai đoạn này rồi á, thì có nhiều người nói là xịt vào thì nó sẽ làm cho cháy lá rồi này kia. Nhưng mà nếu mình sử dụng phân bón lá mà theo cái phương thức của nhà sản xuất người ta khuyên cáo thì nó sẽ không ảnh hưởng gì. Nhưng mà đặc biệt giai đoạn này là chúng ta sẽ sử dụng cái hàm lượng rất là nhẹ quý vị nhé. Chúng ta sử dụng cái hàm lượng nó nhẹ thôi. Bởi vì là cái mức độ bông nó quá chắc ăn rồi, mình không phải hãm không gì hết, chỉ là tác động thêm dinh dưỡng để cho bông nó to quý vị nhé. Đây quý vị thấy này, chỉ làm bông nó to, đấy là cái tác động để mình hỗ trợ nó để cho bông to và đẹp thôi, giữ màu tươi đậm tươi. Quý vị thấy này, tất cả là cái này là của tôi, là chuẩn bị cho cái Tết Nguyên Đán 2023, đón xuân năm 2023. Đây còn như cái cây này mà lý do tôi phải nói là sao là cái giai đoạn ép. Đây ví dụ như là có những cái cây mà cái dinh dưỡng nó quá sung khi chúng ta ép, thì cái lý do là tôi nói hai cái phân biệt giữa hai cái giai đoạn mà để chúng ta xử lý làm sao cho kịp Tết Nguyên Đán. Tất nhiên là mình không xử lý thì nó vẫn được, nhưng mà nó ra sẽ không đạt vào dịp Tết thì nó sẽ rất là phí đối với một cái cây bonsai mà mình làm mình bán dịp Tết quý vị nhé. Thì đây là lý do là tôi nói là cái giai đoạn mà siết và
bón thúc là ở chỗ này, tức là mình hãm này. Đối với cây này thì cái hàm lượng lá rất là nhiều, thì chúng ta bây giờ chúng ta phải xử lý làm sao để cho nó không phát triển lá nữa, tạm thời cho cái lá này nó sẽ sượng lại để nó ra bông, thì nó sẽ ra bông. Tất nhiên là nó sẽ không chuẩn bằng những cái cây này quý vị ạ, thì nhưng mà nó vẫn là ra bông được. Bởi vì trước đây là thay vì chúng ta làm là nó ra bông nhưng mà nó không ra bông ngay, mà nó ra một đoạn đọt như này rồi, thì cái lá nó quá nhiều, nó quang hợp nhiều thì nó sẽ làm cho cái cây nó sung lên, thì cái bông nó ra thì là nó sẽ bị trễ. Đó, lý do nó bị trễ ở chỗ đó. Đấy, quý vị thấy này, này tôi đã siết này. Tôi siết này, trong cái giai đoạn siết này thì quý vị, trước là tôi đã giới thiệu quý vị là chúng ta sử dụng bằng cái phương pháp là hãm nước và xử lý thuốc để chúng ta hãm làm cho cái lá nhanh già lại. Chúng ta thấy làm nhanh già đây. Quý vị thấy là tôi hãm là mấy cái lá này giờ đang rụng rụng như cái lá già. Thì cái giai đoạn mà chúng ta siết á thì nó có hai cái loại thuốc để chúng ta thử thường dụng. Quý vị thấy là đây cái KNOA này, quý vị thấy là KNOA này hàm lượng kali và đạm lân. Thì trong cái KNOA này thì hàm lượng lân không có. Và đạm thì ấy còn đạm 13, còn kali là 46, cho nên là hàm lượng kali rất là cao. Chúng ta xử lý bằng cái KNOA này thì nó sẽ giúp cho cái lá nhanh già mà nhanh rụng. Đây, đặc biệt của nó là cái thành phần này của nó như vậy quý vị ạ. Ngoài cái KNO3 này thì có nhiều nhà vườn thì sử dụng cái Toba ra hoa. Cái Toba ra hoa này là của F lâu, tức là nó là F thứ tư quý vị nhá. Cái F thứ tư này là sử dụng cũng rất là hiệu quả trong giai đoạn mà kích thích ra hoa hoặc là hãm bộ lá lại. Tại vì hàm lượng đạm nó không có, hàm lượng đạm rất là ít, cho nên là kali rất là cao. Kali hàm về 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 cái cách để chúng ta xử lý thì đây là nó có, đây các nhà sản xuất người ta ghi về cái nồng độ pha rất là kỹ, thì cái này là quý vị sẽ theo đây quý vị xử lý. Tôi chỉ nói đến cái là về cái hàm lượng dinh dưỡng và cái thương hiệu thuốc này F tư, thì để cho sọ sử dụng trong cái giai đoạn này là ép bộ lá rất là tốt quý vị nhé. Còn còn đối với những cây mà dưỡng bông ấy, đây này, hôm nãy tôi có cái này này thì nó ra nó chuẩn rồi, thì chúng ta có tác động thêm cái phân bón lá để cho bông sau to và nó lâu lâu tàn. Thì chúng ta sử dụng thì tốt nhất là chúng ta xịt pha loãng, và chúng ta loãng hơn là nhà khuyến cáo chỉ dẫn, và chúng ta xịt vào buổi chiều mát quý vị nhé. Đây này. Thì trong đây á, thì nó có nhiều những loại mà để chúng ta sử dụng trong cái giai đoạn mà dưỡng dưỡng bông. Có nhiều loại thuốc quá mà tôi cũng không có nhớ là được cái nếu chúng ta sử dụng cái F95 này cũng được. F95 thì nó thông dụng nhất, tức là mình xịt giai đoạn nào cũng được, kể cả bông đang nở chúng ta xịt cũng được. Và cái thành phần nếu như mà trường hợp mà nó ra bông rồi mà chúng ta muốn là hơi sung lên ra bông phóng đọt mạnh, nó phóng ra, tại vì nó ra bông rồi thì chúng ta sẽ không sợ lướt nữa quý vị nhé. Đặc biệt khi là đầu đầu của nó đã ra bông hết rồi thì chúng ta sẽ không sợ lướt, thì chúng ta có thể là sử dụng cái thằng 30 10 10 này cũng được. Bởi vì cái này nó ra đọt rất là mạnh đó, thì nó ra vừa ra đọt mà vừa phóng bông rất mạnh. Nếu mà chưa ra bông á thì chúng ta không nên xịt cái này, bởi vì là cái hàm lượng đạm của nó tới 30 chúng ta xịt toàn là sẽ bị vươn vươn đọt. Cũng có thể chúng ta sẽ xài Atonic. Cái Atonic này á thì nó có rất nhiều tác dụng trên cái Atonic. Nhưng mà Atonic này thì trong giai đoạn này chúng ta chỉ xịt có một lần thôi, bởi vì nếu chúng ta sử dụng nhiều quá thì có thể là nó giúp cho nó sẽ làm cho bị sốc cái bông, nó bị kích thích quá mạnh thì nó ấy. Thì như một cái bịch này thì như tôi xài là chỉ tôi pha phải 40 lít nước tôi xịt, thay vì chúng ta sử dụng 20 lít nước nhưng mà tôi xịt 40 lít nước. Đó, thì tôi nói với quý vị là về cái cách mà để chúng ta siết và chúng ta ép làm sao cho cái bông hoa chín ở đúng tết. Thì đây quý vị này, như cái cây này đây tôi sử dụng để tôi làm, để tôi trưng chứ không phải mục đích để tôi làm tôi bán ngoài vào Tết. Thì quý vị thấy này, nó ra là cái lượng bông nó ra rất là nhiều. Đây là cây sứ là nguyên thủy, tôi không ép, tôi không có ép sứ Thái hoặc là tất cả các loại nhiều cánh, nhưng mà bông ra quý vị thấy này, bông rất là to, mà nó khi mà đủ dinh dưỡng rồi thì to và tươi lâu. Quý vị thấy là nhìn cái bông của nó rất là khỏe vậy ạ, nó rất là khỏe bông.
Và quý vị cũng lưu ý là bông hoa sứ mà cái giai đoạn mà chúng ta đã làm mà nó nhú bông ra để chúng ta bán vào dịp Tết này thì quý vị cũng nên đưa ra nắng quý vị nhé. Quý vị để trong mát thì nhiều khi là tôi nói đến quý vị là xịt thuốc để cho nó làm cho bông đẹp cũng chưa hẳn là bông đẹp, bởi vì nếu quý vị để trong mát thì cái bông nó sẽ không đỏ. Riêng như cái hoa sứ này chúng ta lưu ý là nếu như mà chúng ta để trong mát thì cái bông của nó sẽ rất là nhạt đó, rất là nhạt cái màu, thì nó làm cho cây hoa sứ là nó sẽ không được đẹp. Cùng là một giống nhưng mà quý vị để ngoài nắng nó khác, cái giai đoạn mà ra bông chúng ta để nắng nó khác, trong mát nó khác đó, chứ không phải nhiều khi tôi nói là quý vị xài thuốc để cho bông nó đẹp mà quý vị để trong mát này mà quý vị cứ nói là bông để cho bông đẹp, cái đó là nhiều khi là cũng chặt, cũng sẽ chặt. Hiện nay tôi giới thiệu với quý vị là cái cách để chúng ta siết cái bông sứ, mà bởi vì tới hôm nay tôi giới thiệu với quý vị là cái thời gian nó chỉ còn khoảng 1 tháng nữa thôi. Nếu chúng ta không không quan tâm đến cái giai đoạn phát triển của nó của cái hoa sứ thì Tết Nguyên Đán chúng ta sẽ không không có cái hoa sứ nở đẹp, và có thể là nó ra trước, nó tàn trước, mà cũng có thể là nở trễ. Cho nên là chúng ta căn làm sao để tôi giới thiệu sơ như vậy để chúng ta căn làm sao là mình có nhà vườn mình hay là tất cả những người buôn bán thì cũng hy vọng là có những cái bông sứ nở bông đúng Tết và phục vụ cho ngày xuân. Thì trước hết là tôi cũng xin giới thiệu sơ như vậy, tôi cũng chúc cả nhà mình là xử lý cây hoa sứ nở đúng Tết, và chúc quý vị sức khỏe dồi dào nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.